Xin chào quý vị và quý anh chị, chào mừng đã quay trở lại với kênh bán nhà của mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý vị xem một miếng đất hơn 500m² với bề ngang là 15 nhân cho tới 37-38m nha. Đây là con đường liên tỉnh 835, đường đi xuống các tỉnh miền Tây, cũng như là đây là đường dẫn đi vào miếng đất quý vị ạ. Đó, trước mặt đây là những cái khu người ta sẽ làm công nghiệp. Và miếng đất này mình có thể làm xưởng nha, hoặc quý vị làm sân vườn thì rất là tuyệt vời luôn. 564m thổ cư, đất thì vuông vức bản cờ nha quý vị nha. Và nhà thì đất pháp lý rõ ràng nên quý vị yên tâm về pháp lý, cũng như là vùng ven này thì quý vị thấy là một cái nơi rất là bình yên. Từ thành phố Sài Gòn xuống vùng ven này thì quý vị có thể làm một cái biệt thự sân vườn thì rất là tuyệt vời luôn. Đây là đường nhựa 10m, mặt trước của mặt tiền là 15m nha quý vị. Đó, được rào xung quanh bởi rào B40, xây tường có cổng hết rồi. Đó, đây là xe hơi đậu trước mặt nhà mình, là miếng đất này quý vị đang nhìn thấy. Đó, rất là dài và khu dân cư này hiện hữu nên quý vị yên tâm về pháp lý và bao pháp lý cho quý vị luôn nha, bao check quy hoạch luôn quý vị ạ. Từ đây thì vào trung tâm Sài Gòn cũng như là ở quanh khu vực này thì tiện ích rất là đầy đủ, như trường học, bệnh viện và các cái tiện ích như Bách Hóa Xanh. Và đi ra thì toàn đường liên tỉnh, đường xe container nhá, đường lớn đi thông về các tỉnh miền Tây cũng như vào trung tâm Sài Gòn. Quý vị nào quan tâm thì liên hệ cho mình ngay số hotline trên màn hình. Đừng quên đăng ký cũng như chia sẻ ủng hộ cho mình nha. Dạ, và đây là một miếng đất số 2, ngang 8m, dài tới 37-38m nha quý vị nha, tới 300m thổ cư. Trước mặt đây cũng là con đường như ban nãy mình đã quay. Quý vị nào quan tâm thì liên hệ với mình sớm và giá để ngay ở trên màn hình video nha quý vị nha. Dân cư ở đây thì hiện hữu, đi ra chợ Rạch Kiến cũng như là thị trấn Rạch Kiến thì rất gần nha, chỉ khoảng 5 phút đồng hồ là quý vị tới trung tâm của Rạch Kiến. Đây là những cái khuôn viên mặt trước của căn nhà, của miếng đất. Và ở đây thì pháp lý thổ cư là sổ hồng riêng rất là rõ ràng nha quý vị nha. Và với một cái diện tích như này, quý vị có thể xây được một căn nhà cấp 4 hoặc mình làm sân vườn trước sau rất là tuyệt vời nha. Đây là một vùng ven của thành phố nên là quý vị có thể về đây an cư, cũng như là với một cái không khí, không gian ở đây rất là thoáng và mát. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và quý anh chị. Xin chào, hẹn gặp lại vào những video lần sau.